Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước, thay thế luật căn cước công dân năm 2014 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Vậy người dân có phải đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước không? Tham khảo tại điều 46 của dự thảo luật căn cước có nội dung như sau. 1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ căn cước khi công dân có yêu cầu. 2. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. Thẻ căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại luật này. 3. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định thủ tục riêng về thay đổi điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong giấy tờ đa cấp. Như vậy, theo như nội dung tại dự thảo thì đối với trường hợp người dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày mà luật căn cước mới có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì vẫn sử dụng đến hết thời hạn ghi trong thẻ. Trường hợp mà người dân có yêu cầu được cấp đổi thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Như vậy, nếu như không có gì thay đổi thì người dân không cần phải đổi thẻ căn cước công dân đang sử dụng Trường hợp thẻ căn cước công dân vẫn còn thời hạn sử dụng sang thẻ căn cước, do đó, thẻ căn cước công dân hiện hành vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn được ghi trong thẻ. Như vậy, những trường hợp nào cần phải đổi thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo điều 24 dự thảo luật căn cước, các trường hợp phải đổi thẻ căn cước từ 1 tháng 7 năm 2024 gồm: khi đến độ tuổi phải đổi thẻ căn cước khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Khi thay đổi các thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh. Khi thay đổi nhân dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính. Khi thông tin trên thẻ căn cước có sai sót. Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh. Khi số định danh cá nhân được xác lập lại khi công dân sở hữu thẻ căn cước, căn cước công dân có yêu cầu. Theo dự thảo thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước, Bộ Công an hướng dẫn nhiều nội dung liên quan việc tiếp nhận và xử lý thông tin về căn cước của cơ quan tổ chức cá nhân. Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú, cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước cho các trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin đáng chú ý thông tư này chỉ ra các nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú cụ thể thông tin nơi cư trú thể hiện trên thẻ căn cước là thông tin nơi thường trú của người được cấp thẻ trường hợp người đề nghị cấp cấp đổi cấp lại thẻ căn cước không có nơi thường trú nhưng có nơi tạm trú thông tin nơi cư trú trên thẻ sẽ ghi nơi tạm trú của người được cấp thẻ nếu người đó không có nơi thường trú hay tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký cư trú Thông tin nơi cư trú ghi trên thẻ căn cước là thông tin nơi ở hiện tại của người được cấp thẻ, đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có thông tin về nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan chức năng phải hướng dẫn họ làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo cư trú. Về tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước lưu động khi cần thiết thông tư nêu rõ cơ quan quản lý căn cước tổ chức làm thẻ căn cước tại cơ quan tổ chức khi có văn bản đề nghị và có đủ điều kiện về phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nhân lực thực hiện